chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, Ngọc Hương mới nhận được một món quà từ dưới Bến Tre gửi lên. Anh Huy biết đó là gì không? Bến Tre hả? Dạ. Chắc là dừa rồi phải không? Đúng rồi, đó là cả một quầy dừa của chị Cẩm Tú ở Bến Tre gửi lên cho chương trình đó anh Huy. À, vậy là chắc chắn là anh Huy có phần rồi phải không? Dạ, tí nữa em chia cho anh Huy nha. Thay mặt cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, rất cảm ơn món quà của chị Cẩm Tú gửi từ Bến Tre lên. Mà nhân nói đến Bến Tre, anh mới nhớ ra hai câu thơ nghe Ngọc Hương. Bài thơ đó ha anh Huy. Bến Tre, nước ngọt lắm dừa, ruộng dừa mà mỡ, biển thừa cá tôm. Mà món hôm nay tôi muốn giới thiệu đến chương trình cũng có hai thành phần trong hai câu thơ anh vừa mới đọc đó Ngọc Hương. Em đoán thử rồi. Để em đoán thử nha. Dừa thì chắc chắn là có rồi nè. Hay là anh định nấu với cá? Không đâu, chắc là món tôm hấp nước dừa quá à. Chính xác rồi, nhưng không phải tôm hấp nước dừa. Món hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là món tôm rang dừa. Để chuẩn bị cho món này chúng ta cần có nguyên liệu và gia vị sau: tôm đất hoặc là tôm bạc, dừa, tỏi băm, hành tím băm, dầu ăn, muối, đường và hạt nêm Aji ngon. Bây giờ thì mình làm cái gì trước ha anh Huy? Khi chúng ta mua tôm về, chúng ta sẽ làm sạch bỏ đầu và đuôi như thế này. Dạ. Tiếp theo là dừa, chúng ta sẽ vắt nước cốt. Tôi đã vắt sẵn một tô nước cốt dừa. Bây giờ chúng ta chỉ cần bắt chảo lên và rang món này nữa là xong. Dạ. Rất đơn giản phải không? Dạ, công nhận là đơn giản thiệt. Đây, anh có cái chảo rồi, Ngọc Hương mở lửa lên giùm anh. Dạ. Bây giờ anh sẽ cho dầu vô. Dầu ăn vô. Dầu nóng thì sẽ cho tỏi với hành vô đúng không anh Huy? Chính xác rồi Ngọc Hương à, anh sẽ cho hành và tỏi vô. Đó, thơm rồi, thơm rồi. Em nghe vậy mùi thơm rồi đó. Anh sẽ cho phần tôm vô rang lên. Đây, anh giao cái đũa cho em. Mình rang cho đến khi nào thì được hả anh Huy? Tôm dừa có màu đỏ ửng thì anh sẽ cho nước cốt dừa vô Ngọc Hương à. Bây giờ anh cho vô một ít hạt nêm Aji ngon nha. Dạ. Một ít Aji ngon. Một chút xíu đường. Dạ. Muối nữa Ngọc Hương à. Khi tôm đã lên màu đỏ ửng, chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vô. À, thơm quá anh Huy ơi. Quý vị và các bạn chú ý, khi chúng ta cho nước cốt dừa vô, chúng ta phải canh nhiệt độ, bởi vì nhiệt độ rất quan trọng để làm cho món ăn ngon hay không. Khi mà nước cốt dừa sôi lên, chúng ta sẽ giảm nhỏ lửa lên một chút xíu nha Ngọc Hương. Dạ. Đây, để lửa riu riu như thế này, làm cho nước cốt dừa và gia vị thấm đều vào con tôm, như vậy món ăn sẽ được ngon hơn. Vậy thì đối với món này thì yêu cầu là chúng ta phải kiểm soát lửa quý vị nhé. Nhưng mà lưu ý là trong lúc chúng ta rang tôm, chúng ta nên đảo đều. Để cho con tôm thấm đều cái gia vị thấm đúng gia không? Vị mà để dừa cách tủa xuống sẽ bám vào con tôm. Dạ. Thơm quá anh Huy ơi, mùi thơm bốc lên rồi đó. Sắp được rồi đó, còn một chút xíu nữa là xong ngay thôi. Món tôm rang dừa này chúng ta ăn chung với cơm và đặc biệt là xôi hoặc cơm nếp thì rất là ngon và hấp dẫn đó quý vị và các bạn. Anh Huy ơi, thơm ơi là thơm rồi, mùi nước dừa bốc lên ngào ngạt luôn, không biết là như vậy được chưa hả anh? Rồi, được rồi, tắt lửa Ngọc Hương à. Dạ. Bây giờ chỉ còn ra dĩa nữa là xong nha. Dạ. Đây, anh có trang trí một cái dĩa rất là đẹp. Có dừa leo, ớt nữa. Và ớt để tăng thêm cái màu sắc cho nó hấp dẫn, đúng không? Nhìn em đói bụng quá anh Huy ơi. Đây, anh trang trí thêm một ít cộng hành lên. Dạ. Sắc sợi lên phía trên. Wow, đẹp quá ba. Không những đẹp mà còn rất là kích thích vị giác nữa đó. Hôm nay anh rất là tự tin món này nên anh cảm thấy nó rất là đẹp và rất là ngon. Nhìn màu sắc thì rất là ngon đó. Bây giờ anh Huy cho em ăn thử liền đi. Có sẵn đây nè. Bởi vì đây là lần đầu tiên em biết món này đó. Lần đầu tiên em biết món này nên em phải thử thôi. Anh Huy ơi, nhìn con tôm thiệt là hấp dẫn. Gia vị thấm thật là đều vào con tôm đúng không? Ngon thiệt là ngon luôn đó anh Huy. Trời ơi, cái món này rất là ngon. Thưa quý vị khán giả thân mến, món tôm rang dừa quả là một món ăn với cơm tuyệt vời ơi là tuyệt vời. Bởi vì thịt tôm thì ngọt, nước dừa thì béo béo, hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn Ngọc Hương nghĩ là có thể nói là số 1 đó nha. Cảm ơn em rất nhiều Ngọc Hương à. Quý vị khán giả hãy vào bếp và thực hiện món này quý vị nhé. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng.
Hãy đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, gửi thư về hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình hết rồi anh Huy ơi. Chắc là chúng ta phải nói lời chia tay đến quý vị và các bạn thôi. Bây giờ Ngọc Thương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.